Tập 10. Bỏ ra! Sao ạ? Đủ rồi đó. Cái đồ đi ở hướng ướng này, anh có quyền gì mà đụng vào tôi chứ? Thôi mà, đủ rồi. Dừng lại hết đi. Ảnh còn chưa khỏe lại. Nếu như thực sự lo cho ảnh thì đừng có sinh sự thêm nữa. Còn khốn lét, thả ra. Đủ rồi. Thả ra. Đủ rồi sao ạ? Thả ra. Anh nói đủ rồi mà. Xin lỗi, chỗ này là bệnh viện, mọi người đổi chỗ sinh sự giùm. Mời mọi người ra ngoài trước đi. Tôi anh phải thay đồ cho bệnh nhân. Ra ngoài đi. Anh thả em ra đi. Em nói là anh thả em ra. Thả ra. Thả ra. Thả em ra. Thả em ra. Về nhà trước đã. Tình anh đi. Không, em không về. Em đã yêu thằng Quyên bao lâu rồi, anh có biết không? Em muốn nói cho anh biết chuyện em đã yêu thầm ảnh, không thể nói cho ai biết. Em đã đợi ảnh hết 5 năm trời rồi, rất đau khổ. Đau khổ lắm đó, anh biết không? Vậy cho nên từ bây giờ trở đi, em sẽ không làm vậy thêm một lần nào nữa. Em và Quyên không phải sắp kết hôn sao? Em còn lo gì nữa chứ? Con nhỏ liệt đó, em không yên tâm về nó. Nè, sao à? Em nghĩ quá nhiều rồi. Nghe anh nói, nếu như cậu Quyên tỉnh dậy, anh nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ rất là vui. Bởi vì có người như em lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy sẽ mãi yêu em thôi. Mới nãy em khiến người khác rất ghét, đúng không anh? Anh Buôn nói cô ở gần đây. Tay nghề của tôi sao hả? Tôi đã thu dọn xong đồ cho cô rồi. Chú giam đưa cho tôi, nói cô để quên. Cảm ơn anh nha. Mà em gái của anh đã đi về chưa? Về rồi. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô. Lúc mẹ tôi ra đi, con bé vẫn còn rất nhỏ. 8 tuổi, nó chỉ còn có mỗi ba. Ngang ngạnh, bướng bỉnh, làm cái gì ba cũng đều không la nó. Tôi lại là người yếu đuối nhất trong nhà. Làm cái gì ba tôi cũng không thấy hài lòng. Tôi nói sai cái gì sao? Không có đâu. Chỉ là tôi nghĩ tới bản thân. Tôi cũng là một người giống như anh Lâm vậy. Làm cái gì ba mẹ của tôi cũng đều cảm thấy không hài lòng về tôi. Nên tôi có thể hiểu cho hai người. Bây giờ tôi không còn tức giận nữa. Không giống như một vài người lúc nào cũng cao ngạo. Ai vậy hả? Không có gì đâu. Anh Lâm nè, hay là chúng ta ra ngoài đi. Đi đâu chứ? Tôi muốn tìm một chỗ nào đó gần bệnh viện để ở. Người trong nông trang nói cô từ chức rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ trở về Bangkok liền chứ. Sao tôi có thể về cho được? Anh Buôn báo cảnh sát rồi, phải đợi để lấy khẩu cung nữa. Được. Vậy nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. Dạ được. Anh Lâm à.
Anh không cần lo lắng quá đâu. Người làm hại Queen trước giờ tôi chưa từng gặp qua. Chắc không phải là người quanh đây đâu. Ngày mai tôi sẽ đi báo với cảnh sát. Bà của anh Lâm chắc là không có liên quan đâu. Anh Lâm, anh cứ yên tâm đi. Dù ra sao, bà cũng là người quan trọng nhất. Nè, biểu cảm của anh là muốn cho cả thế giới này biết anh đã giết ba sao? Anh không có, đừng có nói bậy nghe. Ôi, hai người không vô thăm ông chủ hay sao? Bà đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ không cho thăm. Nhưng mà ít nhất á, thì cũng phải có một người ở đó trông chừng chứ, vậy gì đi nha. Nè, tôi với Matt còn phải làm gì nữa? Nếu như gì tới bệnh viện, thì ai trông nhà đi? Thằng lằn với tắc kè sao? Nè, mau đi làm đồ ăn giùm đi, tôi đói lắm rồi. Vậy con đã gọi điện thoại cho Led chưa? Chuyện này thì liên quan gì tới kẻ ở như gì chứ? Chuyện này có gì đâu, chỉ là người già bị ngã thôi. Ngày mai là có thể dậy chạy nhảy rồi. Tôi cũng mong là sẽ được như vậy đó. Em à, liệu ba có chết không vậy? Anh lo cho ba quá. Ông không chết thì mình sẽ chết đó. Thôi được rồi, bình tĩnh đi anh, đừng có lo lắng gì hết hả? Như vậy đi, anh hãy mau đi vô trong tắm một phát, thả lỏng cơ thể sẽ tốt hơn đó nha anh. Đi đi, đi đi, đi đi mà cục cưng. Cô có lòng như vậy chắc chắn sẽ sớm hồi phục thôi. Xin lỗi, em không thể ngăn cản được ba của em. Em có làm gì đi nữa thì cũng không thể nào mà bù đắp được sự thương tổn mà ba em đã làm đối với anh. Em nghĩ ta không nên gặp mặt nhau nữa, vậy sẽ tốt hơn cho anh. Với lại làm vậy em mới có thể mãi mãi được ở bên cạnh anh. Tôi đã không nhìn lầm đúng không? Cô không phải tới để làm việc đúng không? Càng nhìn càng không thấy giống. Cô vẫn nên nói thật thì hơn. Rốt cuộc là cô chính là bồ nhí mà anh Nguyên giấu giếm, hay là tới để quấy rầy ảnh? Cô sao à? Cô đã hiểu lầm rồi. Tôi không... Nguy biến. Hiểu lầm cái gì? Mới nãy tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh cô hôn ảnh. Còn mặt dày phủ nhận. Thừa nhận sẽ tốt hơn đó. Không chừng tôi sẽ cho phép cô trở thành bồ nhí của ảnh cũng nên. Nếu ảnh có người vợ như cô thì chuyện đó có khả năng thành sự thật. Bởi vì ảnh rất có khả năng nuôi rất là nhiều bồ nhí. Ảnh sẽ ở bên ngoài vui vẻ mỗi ngày cùng với họ. Nè Lex,
cùng mau cấm miệng lại cho tôi. Anh Quyên, anh Quyên, anh làm sao vậy anh Quyên? Anh Quyên. Bác sĩ, có chuyện không hay rồi. Anh Cước, chào anh. Chào em. Bên ông trại gọi điện báo cho anh biết, nên anh liền qua đây. Anh nói chuyện với bác sĩ rồi, Quyên không sao đâu, có thể bình phục được. Sao anh không chịu nói với em chuyện ba em với chú Quy cha? Tại sao lại phải giấu em hả? Anh cũng muốn nói ra, nhưng mà Quyên không cho anh nói. Em có biết ai đã nổ súng không? Em không biết. Lúc mà em tới đó, hắn ta đã bỏ chạy rồi. Dạ dì Un. Ba. Lết. Có chuyện gì vậy em? Lết. Ba, ba em bị bệnh rồi. Bệnh rất là nghiêm trọng. Em bình tĩnh trước đi. Ba ơi. Anh chỉ đưa em tới đây thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ. Dì U nói với em là ba bị ngất xỉu. Ba bị gì vậy hả? Em lết nè. Tuổi tác của ba cũng đã rất cao rồi, sức khỏe không tốt cũng là chuyện bình thường thôi. Anh bận công việc quá nên không chăm sóc cho ba được tốt. Anh xin lỗi nha, anh cũng đau lòng lắm. Không sao đâu, anh cũng đừng có tự trách mình quá. Vậy bây giờ tình hình của ba ra sao rồi? Chị nghĩ em mau vô trỏng chăm sóc ba trước sẽ tốt hơn. Chị với anh Mát đi tìm bác sĩ để tìm hiểu tình hình của ba coi sao đã. Dạ được. Nè em, lỡ ba tỉnh lại rồi nói cho Lét biết thì phải làm sao đi? Bà Un đó đúng là nhiều chuyện. Tới rồi. Trời, tới rồi kìa. Đó đó, xe của cậu kìa. Lát nữa cậu Nghiêm bước xuống nhớ cùng nhau vỗ tay chào đón nha. Nào, mừng cậu trở về. Ba ơi. Nhẹ nhẹ chút đi Ơn ơi. Cẩn thận làm đau ba. Ba không đau đâu, ba lợi hại lắm. Ba không được khỏe cho lắm, có khi là Ơn ơi phải nút cơm rồi sau đó tắm rửa cho ba nữa đó. Ừ? Dạ được, con sẽ kể chuyện cho ba ngủ nữa nha. Nè, không có ẩm được đâu. Con hôn ba một cái đi, thì ba sẽ đồng ý ngay thôi. Chúng ta mau quay về nhà trước cái đã. Cảm ơn cô Sao vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Quyên. Tôi rất là vui lòng, vì không lâu nữa tôi sẽ tới trong nơm nông trang. Nhưng tôi sẽ không cản trở công việc của chị Quan đâu. Tôi phụ trách phần cơm nước, chị chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi. À, đi, chúng ta về nhà thôi. Cẩn thận chút chứ anh Quyên. Cẩn thận. Cô ta thật sự sẽ trở thành bà chủ sao? Lẹ lên đi, nếu không cô Sao lại mắng nữa đó. Đi đâu rồi? Các người tay xách nách mang, muốn đi đâu vậy? Hả? Ờ, vali quần áo của cô chủ. Cô chủ kêu chúng tôi đưa nó tới nông trang. Nó đi chăm sóc người là ý tốt, nhưng lại không quan tâm. Lời nói của người khác cũng không thèm.
để ý tới mặt mũi của ba nó. Đúng là mất mặt quá. Thằng Win đúng là không biết xấu hổ. Ba bình tĩnh lại đi ba. Sao không có vậy đâu. Con biết cái gì mà nói. Các người nữa, bỏ đồ xuống đi. Nhanh. Dạ. Dạ. Bị làm sao vậy Win? Nào, để em đút cho anh nha. Xong rồi uống thuốc. Không cần đút đâu, anh không muốn ăn. Cậu Win à, ông Saya tới rồi. Dừng tay. Ba, tại sao ba lại tới đây gây chuyện? Không cho con chút mặt mũi nào hết. Ba mới là người cần hỏi con đó. Sao không cho ba chút mặt mũi nào hết? Tại sao phải bám dính lấy nó? Nó có từng nói nó yêu con không? Chưa gì đã theo nó tới đây rồi hả? Được thôi. Nếu ba muốn biết chuyện này, anh Win à, anh hãy nói cho ba của em biết đi. Là hai chúng ta yêu nhau, hai chúng ta sẽ làm đám cưới. Anh xin lỗi. Anh không thể kết hôn với em được. Nhưng mà anh đã từng nói. Anh đã từng nói. Nói là muốn kết hôn với em. Nhưng mà lúc đó anh chỉ nói chơi với em thôi. Anh thật sự xin lỗi em. Nè Win, đồ khốn kiếp, dám làm mất mặt mũi của tao. Mày để con tao ở vị trí nào hả? Tránh ra, để bà giết nó. Tránh ra đi, tránh ra, tránh ra đi. Con còn ngốc tới khi nào nữa đây? Còn bảo vệ cho nó nữa sao? Buông ra. Cái gì vậy? Anh nhớ cho kỹ, tôi không phải là loại người để cho anh chơi đùa. Cô dừng lại đi sau. Đừng anh Vui. Cảnh sát tới. Cẩn thận nó. Sao? Sao? Dừng lại đi sao? Cái con không sao? Qua dừng đây. Lại. Nè, anh coi chừng đó, coi chừng. Bỏ xuống xuống. Lùi ra hết đi. Bỏ xuống xuống đi. Khoan xuống đã. Xuống. Dừng lại đi sao? Khoan lùi đã. Ra, lùi ra. Bỏ xuống xuống. Được rồi, nghe lời ba đi. Con đừng làm bậy nha. Có cảnh sát đó. Đưa xuống đây cho ba. Tên ba đi con. Đưa xuống cho ba đi. Đưa đây. Đưa xuống cho ba. Đúng rồi. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Mau còng tay lại. Thả tôi ra. Thả ra. Nè, còn còng tay sao? Thả con tôi ra đi. Thả ra. Thả nó ra. Nè, đứng yên. Nếu không á, sẽ bị bắt vì tội cản trở người thi hành công vụ. Dẫn đi. Đi, mau lên. Đưa súng cho tôi.
Con đừng có lo, ba sẽ ráng hết sức tìm người tới bảo lãnh cho con. Đúng là đáng tiếc thiệt. Thời cơ tốt lẽ ra không nên bỏ qua. Nếu anh Lâm tới chậm một bước thì em bị bắt vì tội giết người rồi. Không phải hợp ý anh rồi sao? Sao? Ai biểu con dẫn cảnh sát tới vậy? Hả? Giỏi phá đám không à? Con chỉ không muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nên mới dẫn cảnh sát tới. Không ngờ lại khiến sao. Em sẽ không tin lời anh nói đâu. Cứ đợi đó đi. Nếu em thoát ra được khỏi đây, em sẽ khiến cho hắn đào gấp trăm ngàn lần em. Sao? Em làm vậy thì được cái gì hả? Có thể được tình yêu mà em muốn hay không hả? Em không nghe, không nghe. Con đừng có nói nữa. Con cũng thấy đó là lỗi của hắn mà. Vậy mà còn đứng về phía hắn. Nếu con không phải đứng về phía em thì đừng có xuất hiện ở trước mặt em con nữa. Con gái à, con phải nghe lời của dì Oanh, không được bướng bỉnh, cô biết chưa? Ba sẽ đi mấy ngày vậy? Sẽ không lâu đâu. Đợi tới khi con vào học rồi, ba sẽ về đón con đi Bangkok, có được không? Cậu không cần lo đâu cậu Win à. Chúng tôi có thể mà cậu. Nhờ cả vào gì đó. Chắc là khoảng 3-4 ngày chúng tôi có thể trở về rồi. Có chị Oanh với anh Moon ở đây thì tôi yên tâm rồi. Nhưng lỡ có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Được cậu Win. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Ơn ơi. Chăm sóc kiểu gì chứ? Anh chỉ lớn hơn em một chút thôi. Thì dạy cho em chạy xe đạp, đi mua đồ ăn vặt ngon cho em. Anh còn thích ăn hơn em. Lần nào mua về cũng đòi em chia một nửa. Rồi mà. Lúc chú không có ở đây, con không được phép dẫn Ơn ơi tới những chỗ nguy hiểm. Nếu như Ơn ơi bị thương, chú sẽ về cho con biết tay đó. Có hiểu chưa? Cảm ơn chú. Được rồi, dì Oanh đưa hai đứa nhỏ về đi nha. Đi, đi thôi. Đúng vậy. Lấy là con gái kẻ thù giết ba tôi, cướp đi công ty của ba tôi. Con muốn giết tôi để diệt khẩu, nhưng mà không thành công. Vậy cho nên mới đưa Lấy tới đây để giết chết tôi một lần nữa. Họ thật sự quá xấu xa rồi. Tôi tới nông trang đôi đường là vì muốn quên hết chuyện cũ, muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng mà những con người ở đó luôn muốn ép tôi tới cùng. Tôi phải trở về để giải quyết hết tất cả. Tôi không muốn chạy trốn nữa. Vào phòng tôi được chứ? Ngồi dậy. Dậy đi. Mau dậy đi. Anh là ai? Dậy mau. Mau dậy đi. Mau dậy cho tôi. Dậy mau. Làm gì vậy? Anh là ai? Cô là em gái anh Matt đúng không?
Ồ, người thật dễ thương hơn trong hình. Anh muốn tự đi ra hay là muốn tôi báo cảnh sát đi? Ê, khoan. Mẹ à, lát nữa mẹ cứ tự chọn căn phòng mà mẹ muốn ở đi. Ờ, nhưng mà mát nè. Mẹ tới nơi đây để ở như vậy liệu có tiền tiêu vặt gì đó không con? Thì chính là mẹ tới đây rồi không thể làm vòng qua bán được. Vậy mẹ sẽ mất đi một khoản kha khá đó. Mẹ không cần phải lo đâu, chắc chắn sẽ có. Vì con là con trai trưởng, chắc chắn sẽ có được tài sản của ba con mà mẹ. Mẹ, mẹ ở phòng đó nha, phòng đó lớn. Còn con sẽ ở căn phòng lúc trước. Anh Mát, bọn họ là ai vậy hả? Lét, đây là mẹ của Sô. Còn cậu ấy là em trai của cổ tên là Thun. Đây là Lét, Rakanya, em gái của con. Rất vui được gặp cô Lét. Nè, trời ơi, sao cô dám tát con trai của tôi như vậy hả? Nó dùng cách chào phương Tây chào hỏi cô thôi, việc gì cô phải để tâm dữ vậy? Lét, sao em làm vậy với khách của anh? Anh có quyền gì mà cho những người này vào nhà của chúng ta ở chứ? Em cho anh thời gian nửa tiếng đồng hồ, đuổi hết những người này ra ngoài. Nếu không thì em sẽ đi báo cảnh sát, nói là họ đột nhập. Anh là con trưởng ở trong nhà nên anh có quyền, nói đi. Anh là con trai trưởng trong nhà, tất cả trong căn nhà này đều thuộc về anh. Anh muốn ai vô ở cũng được hết. Chị cảm thấy em tốt nhất là nên biết điều một chút đi. Chuyện này với em mà nói là tốt nhất rồi đó. Nói không chừng anh em sẽ tốt bụng cho em ở lại. Cô chủ à, cô chủ, luật sư Naegu muốn nói chuyện với cô đó cô chủ. Naegu sao? Phải. Mình đi thôi, Naegu tới rồi, đi thôi. Bao lên. Anh đúng là không biết xấu hổ mà. Anh có chức trách của anh, lệnh của chủ anh phải chấp hành. Hay em muốn anh làm trái lệnh của ông chủ? Luật sư à, mở di chúc thì mau mở luôn đi, mặc kệ người khác có ý kiến gì đi. Tuyên đọc di chúc đi luật sư, vậy mới biết được ai nhận được những gì. Mặc dù chú Soma vẫn còn sống, nhưng mà chú vẫn viết di chúc ủy thác cho Rakanya, tức là Lét, được toàn quyền xử lý tài sản. Chú Soma còn để cho Lét thay mặt chú quyết định toàn bộ mọi việc ở trong công ty nếu lỡ như chú có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đó là nội dung di chúc. Như vậy là không đúng, đừng có hòng gạt người. Điên rồi sao? Phải để cho con trưởng thừa kế tài sản, như vậy mới chăm sóc tốt được cho em gái và cả gia đình. Má, anh đừng có im lặng nữa, kháng nghị lấy tài sản đi, nhanh. Đúng, nè, ba của con thực sự là không công bằng. Con là con trai một vậy mà tại sao một phân tiền cũng không nhận được vậy? Tôi không tin là ba chỉ cho mỗi mình Lét tài sản đâu. Cậu với lại Lét, hai người đã hợp lại để tạo ra một bản di chúc giả. Tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi phải đi tìm ba. Đủ rồi đó, bây giờ ba đang ở bệnh viện nghỉ ngơi dưỡng sức. Không bao lâu nữa ba sẽ bình phục trở lại. Tới lúc đó sẽ không ai có quyền hết. Đừng gây nhau vì chuyện gia sản nữa. Nè Lét, em quá đáng rồi đó. Cho dù ra sao đi nữa anh cũng không đồng ý. Anh phải kháng nghị. Tôi cảm thấy là không nên làm lớn chuyện thì hơn. Bởi vì nếu chú Soma bình phục thì anh sẽ không được cái gì hết. Nè, cậu đang dọa tôi hả? Mát, làm gì vậy? Cản anh làm gì? Anh không nghe thấy sao? Ba có thể sẽ bình phục trở lại. Ờ, đúng rồi. Vậy thì sao? Anh đi tìm hiểu trước, coi tình hình ra sao đã, rồi tính tiếp. Phải vậy hả? Nè, còn phải thương lượng tới bao giờ nữa hả? Muốn đi làm cái gì thì làm hết luôn đi, hay là phải để cho mẹ ra tay hả? Giờ mẹ với Thun quay về nhà trước đi, tình thế không được tốt. Nè,
Sao nhận thua dễ dàng vậy chị? Cái này không phải là nhận thua, là lùi một bước quan sát tình hình. Tin chị đi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Tôi thấy chúng ta không có chuyện gì để nói hết. Em nói như kiểu không muốn thấy mặt của anh vậy. Em đừng quên là chúng ta ở cùng một phe đó, nên vui vẻ hợp tác thì hơn. Tôi không muốn hợp tác cùng người vừa mới đi giết người, nhưng lại làm bộ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra giống như anh. Ngày mai em phải thay mặt ba của em tới công ty để làm việc. Tại vì cấp quản lý cần phải ổn định, đặc biệt là dưới tình thế như hiện giờ. Tôi sẽ để cho anh Matt đi thay. Cũng được. Nếu như em muốn công ty bị quỷ trong tay của anh trai em thì ok, mình ký bản chuyển giao quyền lực đi. Nhưng nếu ba của em biết được là em chống lại lệnh và làm trái ý của ông ấy, biến mất hay là chết sẽ sớm biết thôi. Đừng có lôi ba của tôi vào chuyện này. Anh không có. Anh chỉ nói sự thật thôi. Em cũng lo cho ba em không phải sao, nên mới giấu không dám nói với cảnh sát ai là người đã sai người giết Win. Anh đoán sai rồi sao? Đúng. Nếu như tôi có được một nửa ác độc như ba của tôi, anh sẽ không còn yên ổn đứng trước mặt tôi đâu. Em giấu chuyện là vì em muốn bảo vệ cho ba của em. Anh cũng giúp đỡ cho ông quản lý tốt công ty của mình. Lẽ ra chúng ta phải liên thủ mới đúng đó. Nhưng mà tôi không dám chắc. Tôi không biết một chút gì về chuyện trong công ty của ba tôi hết. Nếu như em tin anh thì làm theo những gì mà anh nói là được rồi. Tôi xin hứa với mọi người, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, hoàn thành mục tiêu cao nhất của công ty chúng ta, để cho mọi người và ba của tôi cảm thấy tự hào và yên tâm hơn. Nếu như có gì chưa tốt, mong mọi người sẽ chỉ bảo và góp ý cho tôi nhiều hơn. Xin cảm ơn. Tình hình ba cô sao rồi? Chúng tôi rất lo lắng. Tại bác sĩ không cho phép vào thăm thôi, nên chúng tôi không rõ tình hình cho lắm. Ba của tôi đã khỏe lên nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn hơi chóng mặt, có chút di chứng. Nhưng mà những người có tuổi rồi đều là như vậy hết. Quan trọng là ba cảm thấy bất an vì không thể tới công ty để làm việc được. Bác sĩ kêu phải để cho ba được nghỉ ngơi. Tuổi tác lớn rồi sẽ là như vậy đó. Mọi người cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Chuyển lời giùm ông ấy, kêu ông ấy đừng quá lo, mong ông ấy sớm bình phục. Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã lo lắng cho ba tôi.
Lúc nãy em làm tốt lắm. Nhưng mà tôi lại thấy ngược lại, thấy mình làm sai rồi. Phải lừa gạt mọi người vì bệnh tình của ba. Ai cũng lo lắng cho ba tôi. Lẽ ra tôi nên nói ra sự thật là bệnh của ba nghiêm trọng tới mức nào. Em làm như vậy là đang bảo vệ lợi ích của ba em thôi. Công ty mình đang đăng ký lên sàn giao dịch chứng khoán. Chúng ta không thể để những tin tức không hay này ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Biểu hiện của em lúc nãy thật sự rất tốt. Giá cổ phiếu sẽ tăng lên và sẽ có được lợi nhuận. Chỉ bằng bán ra lấy lời, giá cổ phiếu giảm, phải bỏ mặc qua một bên không quản, không thì đem bán đi. Nó dựa vào việc chúng ta tung tin tốt hay là tin xấu đó. Vẫn nên lo cho bản thân của mình thì hơn. Tôi thấy tôi không phù hợp với công việc này. Dạ con nghe gì qua? Người gì đâu, lòng dạ rắn rết, luôn muốn để cho ba con họ phải chia lìa nhau. Sao vậy dì? Anh Quyên bị làm sao vậy? Tôi thật sự không nên tin. Người trước sau không như một như cô. Cô làm vậy với cậu Quyên á, sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng mà thôi. Alo. Alo. Đừng cúp máy mà dì. Alo. Khoan đã, em muốn đi đâu? Em muốn tới nông trang có phải không? Em còn tới đó làm gì? Quyên sống hay chết là chuyện của hắn ta. Em đừng có quên, hắn ta là kẻ địch của ba em đó. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Buông ra đi. Dù có ra sao, tôi cũng phải tới đó mới được. Hay là anh muốn tôi đổi ý đi báo cảnh sát đây? Xin mời cứ tự nhiên. Nhưng mà em đừng có quên, cái người kêu anh nổ súng vào Quyên chính là ba của em. Ba em đã mướn người giết người. Tội không có nhẹ đâu. Anh cũng muốn xem thử. Khi ổng vừa hồi phục ý thức liền bị mời đi lấy khẩu cung. Thật không dám nghĩ tới chuyện tiếp theo sẽ là cái gì. In the bar. I wanna go. Please, right, it's okay, guys. Okay, bye. Can you all dance? No. But please. Okay, wait. There is 1,000 people in my chat right now. Can you just do it for me, please? Just that one time. Come on, you guys can do it. Okay. Thanks for having fun with me. Yes. For all the Patreon members. I never get pussy. They're nice. I'm always so nice to the girls. They just end up getting terrible to them. They never see me. What's up, boys? Yeah, I'm doing a live streaming. How many viewers do you have? 1K. Oh, yeah, I'm sure. Are you getting money? Yeah. Yeah. Oh, I so yeah. Well, if you dance for me, I buy you ice cream. Okay, finally got back. Finally, guys. The signal is way too bad inside there. I need to try to get out here. Film me if you don't want to be filmed. What? Ew! What the hell are you? Sorry? I'm not filming you, I'm sitting down. You don't even have a butt. Okay guys, type 1 if you feel that I did the right thing to like show that white guy like don't mess with me and ask him to fuck off. Like I shouldn't be scared, yo. I may be a midget, but yo, don't mess with me. How do we go together? What? Yeah, hi. Alright, okay.
Okay, bye. Take care. You can see the signage here. It's Geylang, the place where all the magic happens. People come here for supper, like people come here to eat at night, and people also come here to find hookers. Hello. Hello. Huh? Why are you here? Really, man? Yeah, this client already the Then why are you here? What are you doing at Geylang? As long as you're Really? Yeah. Really or not? Yeah. I won't tell your mom, you know. You. It's fine, I want to shoot you. You don't even know my stream, please. It's not Twitch, it's YouTube. It's YouTube. People who know that you're at Geylang right now, you want to say hi to your mom? Say hi, mom. Hi, mom. Am I famous now? No, no, shit. Famous for the wrong reason. Goodbye. Yo! What the fuck is this? Oh my god, it scared me for a while. 18 and above. Erotic house. I just want to go in and see. Oh, it's just a shop. Okay. It's just a shop. Okay. Oh, then there in front of us, we have our beautiful Hotel 81. So I'm gonna check in, I'm gonna try to get a room now. I'm gonna spend the night here, alright? Alright, so this is where you try to get a sake. That's why there's a lot of police cameras here, because just to make sure the safety of everybody. I don't know how much a hooker costs, but they don't come out at this hour. But is there any room for tonight?